Xin chào các anh chị, hôm nay tôi xin chia sẻ các anh chị cách làm ống nước phun tự động. Nguyên liệu thì các anh chị chuẩn bị những con ốc như các dụng cụ đầu máy khoan, và cái ống nước thì các anh chị có thể dùng ống 27 hoặc ống 21. Rồi, đây. Đầu tiên thì các anh chị khoan, thì các anh chị phải kiểm tra máy khoan, sử dụng máy khoan mũi khoan phép. Đầu tiên thì các anh chị sử dụng mũi khoan nhỏ, đây là một khoan nhỏ và một mũi khoan lớn, hoặc các anh chị có thể sử dụng một mũi khoan thật lớn thì dùng những lỗ lớn. Đầu tiên thì sử dụng mũi khoan nhỏ trước. Đây là chế độ khoan bê tông, các anh chị nên chỉnh là chế độ khoan thép cho nó được dặn. Đây là ống nước, thì các anh chị chuẩn bị ống nước 27 hoặc 21. Các anh chị có thể sử dụng những khoảng cách là khoảng nửa mét, 3 tấc. Khoan lỗ. Ví dụ tôi sẽ khoan ở vị trí như thế này. Khoan xuyên thẳng qua luôn. Đây là mũi khoan nhỏ, sau đó thì các anh chị sử dụng mũi khoan lớn để khoan lỗ nhé. Các anh chị có thể dùng khoan tháo, dùng tay tháo. Ok, tôi thì tôi sử dụng cái mũi khoan nhỏ hơn để tôi có thể dùng cái lỗ nhỏ hơn, còn các anh chị có thể dùng mũi khoan lớn để làm cái lỗ lớn. Nhớ là khi chúng ta khoan một bên lớn, còn bên còn lại phải giữ nguyên để chúng ta dặn ốc. Chị sử dụng đây là dùng ốc lớn, cái này vừa thì nó sẽ quá khít thì nước nó sẽ không ra nhiều. Các chị sử dụng cái mũi khoan lớn hơn, còn nếu như các chị sử dụng ốc nhỏ hơn thì các chị dùng cái mũi khoan nhỏ. Các anh chị sử dụng cái mũi khoan nhỏ như thế này thì tốt hơn cho cái lớp nhỏ. Vừa hơn. Nếu các anh chị dùng cái lượng nước lớn, phun lớn thì các anh chị nên dùng cái mũi khoan lớn. Như thế này thì nước nó sẽ ít, còn nếu cần thì các anh chị sử dụng mũi khoan thật lớn như thế này thì cái lượng nước nó ra sẽ nhiều hơn. Đây, chúng ta sẽ dặn như thế này, cố định, chúng ta sẽ dặn ga dặn vô để chúng ta chỉnh cái lượng nước. Đấy, tương tự như thế này thì chúng ta sẽ dùng khoan một cái khoảng cách xa hơn để chúng ta điều chỉnh lượng nước. Rồi, chúc các bạn thành công.